Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 70 điểm cầu trên toàn địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng đảng viên. Số lượng đảng viên mới hàng năm bình quân tăng 25%, chất lượng trình độ đảng viên trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Năm 2022, số đảng viên kết nạp có trình độ đại học trở lên là 996 đảng viên. Tuy nhiên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên tại một số ngành lĩnh vực chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Mặc dù tỷ lệ đảng viên kết nạp hàng năm tăng khá cao, nhưng chưa đạt mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố đề ra và tổng số đảng viên kết nạp mới của nửa đầu nhiệm kỳ đạt chưa đến 50% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước. Hội nghị lần này, các đại biểu, nhất là ở cấp cơ sở, đã mạnh dạn chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của thành phố hiện nay, cụ thể là phân tích, đánh giá rất cụ thể về nguồn phát triển đảng viên, các nhóm, lĩnh vực, khu vực có tiềm năng với số lượng quần chúng tương đối lớn, phương pháp, cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, các cơ chế, chính sách, nguồn lực cần thiết cho công tác này, môi trường cho quần chúng hoạt động rèn luyện để thể hiện các phẩm chất của quần chúng ưu tú, các tiêu chí tiêu chuẩn xét chọn đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên sau kết nạp. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả khả quan, tích cực và ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả còn có thể nhân rộng thực hiện trong toàn đảng bộ trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn từ cơ sở trong công tác này và nhấn mạnh một số giải pháp cụ thể thời gian tới. Trong đó, đặc biệt là từ các cấp ủy và người đứng đầu cần quán triệt, thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và của cả các đồng chí đảng viên. Cần phải phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt theo phương châm nắm chắc nguồn, dễ thì làm trước, khó làm sau. Phát triển đảng viên phải đảm bảo số lượng lẫn chất lượng. Trên tinh thần đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương ngay sau hội nghị này cần tiến hành rà soát, đánh giá và xác định rõ nguồn phát triển đảng viên tại cơ quan, đơn vị địa phương mình, đảm bảo sát đúng đến từng đối tượng. Và trên cơ sở đó để đề ra các cái chỉ tiêu bám sát theo nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương và chương trình hành động số 17 của Thành ủy, thì tôi xin nhấn mạnh lại là đây là chỉ tiêu pháp lệnh nên là chúng ta phải thực hiện, nhưng muốn thực hiện được thì chúng ta phải rà soát lại toàn bộ các cái nguồn để mà chúng ta có cái kế hoạch cho nó sát đúng. Bí thư Thành ủy cho rằng, để kết nạp được đảng viên thì công tác phát hiện và tạo nguồn là rất quan trọng. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung tiến hành rà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng để làm cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với từng lĩnh vực và từng nhóm đối tượng. Đối với các đối tượng là cán bộ, thôn, tổ dân phố, người dân tại địa bàn dân cư thì cần quan tâm đến các chức danh tại thôn, khối phố mà chưa phải là đảng viên để nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Việc thứ hai là những đối tượng là cán bộ công chức viên chức thì cấp ủy tại các cơ quan đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện và đổi mới việc cho người lao động được đi học ở các lớp cảm tình đảng và bồi dưỡng giúp cho quần chúng hình thành động cơ phấn đấu kết nạp vào đảng. Các cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục cần xác định việc đứng vào hàng ngũ của đảng là một yêu cầu đối với các giáo viên, người làm việc trong ngành giáo dục và khuyến khích lựa chọn các giáo viên là đảng viên và có chuyên môn năng lực tốt để bổ nhiệm các chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp để tạo động lực cho lực lượng giáo viên đang là quần chúng phấn đấu vào đảng. Các cấp ủy trong ngành y tế
Đây là một lĩnh vực có nguồn đông đảo và có chất lượng cao. Vì vậy, cấp ủy cần tạo môi trường và nhất là xác định rõ các cái tiêu chí để cán bộ ở đó rèn luyện và cho các lực lượng y bác sĩ, người lao động trong ngành thử thách, phát triển chuyên môn vừa kết hợp để rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong đơn vị để phát triển, lựa chọn các nhân tố tích cực để dự phòng cho nguồn phát triển. Bí thư Thành ủy đề nghị cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng, trong đó Ban Tuyên giáo Thành ủy bám sát các hướng dẫn của Trung ương để kịp thời triển khai việc đổi mới, điều chỉnh nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về đảng, nhất là xác định tính đúng đắn, động cơ vào đảng, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.